Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái cặp chim. Ở đây thì mình gọi là chim cu hồng, bởi vì cái màu lông nó như thế này. Các bạn nhìn trên màn ảnh, đó, màu như này là màu hồng, phớt hồng. Thì do cái việc thay đổi gen và lai tạo thì cái cặp chim hồng này thì ưu điểm mình bón nuôi bộ từ nhỏ, nên là chúng cũng rất là thuần. Và đặc biệt là cặp chim hồng này thì một trống một mái, và chúng vẫn giữ được cái tiếng gáy của cu đất, cu ta mình, cu rừng mình. Và cái cường của chúng cũng vẫn lên cường đầy đủ như như kia. Thì trong cái lồng này thì mình đang cho uống nước. Thì các bạn, nếu như các bạn làm, thì các bạn làm cái máng uống chỉ cần đơn giản như này thôi. Các bạn mua 15 20 nghìn vừa, tốn kém. Đây chỉ là một cái chai La Vi nửa lít. Các bạn cắt một cái nan trống này và để một khoét một cái lỗ hình chữ nhật đây, chim thò đầu ra ngoài uống mà không bao giờ ỉa phân vào trong cái máng này. Mà cái máng này thì thường mình để được vài ngày không hết nước. Nhưng còn cái máng cho ăn thì các bạn làm cái cốc nhựa gì nó sâu sâu tầm này, khoảng 10 12 phân, để que bậu đây thì chúng sẽ rúc đầu xuống mà chúng sẽ ăn. Chúng ăn thì chúng sẽ không, máng nó sâu thì chúng sẽ không vảy, không làm rơi vãi ra ngoài, không lãng phí. Có nhiều người nuôi chim là thức ăn là nó ném bỏ 3 hạt thì nó mới ăn 1 hạt. Thì ở đây thì mình muốn giới thiệu với các bạn là cái con chim cu hồng đấy. Các bạn nhìn đấy, thì nhân tiện đây thì mình cũng chia sẻ một chút quan niệm về cái con chim hồng. Đầu tiên mình ra một câu hỏi. Trong 2 con chim cu hồng này, đây là một con, đó, đây là một con, và đây là một con. Đố các bạn biết con nào là con trống, con nào là con mái. Cho các bạn 30 giây và các bạn tự chọn cho mình một phương án. Đấy, mình sẽ quay gần một chút để cho các bạn nhìn thấy rõ hơn. Đó. Đây. Đây là con chim hồng. Con này gáy cũng đã căng rồi, cũng đã chuẩn bị dặm ổ để chuẩn bị cho bố mẹ. Thì cặp chim hồng này cũng rất là hiếm, mà nó màu sắc nó cũng lạ, và cũng có tiếng gáy như cu ta này, rất là hay. Trở lại vấn đề thì chắc là các bạn cũng sẽ đã tìm ra một cái phương án. Nếu mà người bình thường nhìn thì cũng đây là một con và đây là một con. Các bạn chưa định hình nhà con nào là con trống con mái. Xin thưa với các bạn là mình sẽ nói luôn đáp án là con này là con mái. Đó. Và con này là con trống. Thế vậy vì sao mà mình lại nói như vậy? Thì các bạn có thể biết là thứ nhất là có mấy cái yếu tố này để các bạn suy ra từ những con chim của mình. Khi con chim trưởng thành, cái việc đầu tiên là con chim mái là về cái độ mượt của lông bao giờ nó cũng mượt mà hơn, đuôi lông đuôi bao giờ nó cũng giữ được. Đó. Nên là nhìn con chim mái này bao giờ trông nó cũng như là một cái con gì ấy, nó thể hiện là một cái phái đẹp, mà nó phải quyến rũ, phái mạnh. Mình thế thôi, con gái phụ nữ thì bao giờ cũng thích đẹp đẽ gọn gàng sạch sẽ, thì con chim này là như vậy. Đấy là về cái độ mượt mà, độ bóng bẩy của cái lông của chúng. Các bạn nhìn con trống đây, con trống nhìn trông nó chuồn chuột mà nó xù lông, nó không giữ được cái lông của nó bằng con mái này.
Mặc dù đây là một đô chính thống, một tục một mái, nhưng các bạn nếu tinh ý các bạn nhìn thấy ngay. Cái yếu tố thứ hai mình ở đây, nếu các bạn quan sát một chút, nếu như các bạn nhìn ngang hai con chim này thì cái con chim 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 trống đây, con chim trống đấy các bạn nhìn thấy chưa? Ok, đó con chim trống thấy chưa? Các bạn nhìn con chim trống khi cái tư thế con chim nó đứng như thế, đứng ngoi ngoi đầu lên đó, thì cái phần phần bầu ngực, phần ức của chúng nó sẽ cong tròn. Còn con chim mái thì nó hình hình như kiểu cái bắp chuối, hình như gió chuối, nó dài trường. Còn con này nó tròn hơn đó, các bạn nhìn chưa, nó tròn hơn hẳn. Con này nhìn là nó dài trường hơn, nó nhọn nhọn, trái trái chám hơn. Thì cái phần ức ngực cánh của con chim trống bao giờ nó nở hơn đó, nó tròn đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Thế đấy là dấu hiệu thứ hai là về cái hình thù của con chim. Cái dấu hiệu thứ ba là như các bạn, nếu các bạn tinh ý một chút thì cái mỏ, gọi là mình cứ tạm thời là cái mồm của con chim, nó có cái phần mỏ, phần hàm trên và phần hàm dưới. Thì cái con chim trống, các bạn nhìn này, mình cho cho kỹ, con chim trống cái mỏ bao giờ nó cũng dài hơn, nó có phần phần mỏ, mỏ nửa trên và mỏ nửa dưới. Thì con chim trống là cái phần mỏ nửa trên bao giờ nó cũng dài dài hơn, và cái phần nửa trên của nó dài hơn cả cái phần nửa dưới của nó tạo thành một cái độ vót cong ở cái đầu mỏ thừa, nó dài hơn hẳn đấy. Đấy, các bạn nhìn có thể để hình dung ra. Đây, còn con chim mái ở bên này thì các bạn nhìn thấy là gì, nó cũng có phần hàm trên và hàm dưới, phần mỏ mỏ nửa trên và mỏ nửa dưới. Thế nhưng mà cảm giác như mỏ con chim này nó sẽ thẳng và nó ngắn hơn, và cái phần nhô ra của cái mỏ nửa trên nó không nhô ra nhiều so với con trống và so với cái nửa dưới của từng con chim. Đó, nếu như có hình ảnh thì mình sẽ vẽ ra, ví dụ như cái ngón đây, đây là cái mỏ của con chim, đây là cái ngón ngón trỏ này, mình là ở cái phần nửa trên, ngón cái mình là nửa dưới. Thì con chim mái nó bằng nhau chăm chắp, nó chỉ thế này thôi, nó cũng cái phần ngón trỏ nó cũng thừa, nó cong xuống một tí, cái phần chóp chóp, nhưng mà con chim trống nó thế này đấy. Thì vậy thì vị chi là các bạn nhìn cảm giác như con chim trống mỏ nó sẽ cong hơn, và nó sẽ có cái phần như cái phần ngọ ngoại đầu ngón tay mình này, nó sẽ cong, nó dài hơn. Các bạn nhìn kỹ nó sẽ thấy cái dấu hiệu này là cũng ít người phát hiện, nhưng mà đây mình xin chia sẻ với các bạn là như vậy. Tất nhiên là nhiều những cái yếu tố, nhiều trường hợp đặc biệt thì nó có thể thay đổi. Thế nhìn chung để xác định được một con chim trống, một con chim mái thì các bạn nên có nhiều những cái phác đồ, những cái tiêu chuẩn tiêu chí, và nên dọi vào nhiều cái gạch đầu dòng, đặc biệt là cái màu 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 lông và cái hình hình dáng con chim đấy. Con chim này hình nó dài thuần thuật này, con chim này nó bầu đấy. Màu lông thì con này nó mượt mà, giữ được cái lông đuôi nó dài như con phượng, còn anh kia thì chuồn chuột như con chim con cút. Cái yếu tố tiếp theo là khi các bạn nuôi hai con chim đến cái lúc bánh tẻ khoảng 5-6 tháng bắt đầu mọc cườm, thì bao giờ con chim mái nó cũng sẽ mọc cườm trước, thông thường là như vậy. Bởi vì là gì, mình cứ suy ra là gì, một bạn nam một bạn nữ, nữ thập tam nam thập lục, thì bao giờ bạn nữ bạn sẽ dậy thì sớm, bạn sẽ phát triển sớm hơn đấy. Cũng là hai con chim cùng một cặp bố mẹ, cùng hai quả trứng ấp nở ra, nhưng con chim mái bao giờ nó sẽ có dấu hiệu mọc cườm trước. Đấy. Thế thì là cái đến các bạn để ý. Nhưng khi đến cái giai đoạn gì, khi đến cái giai đoạn trưởng thành thì cái con chim trống, cái độ dày và độ đen, độ ánh của cái cườm bao giờ nó cũng là gì, nó cũng sẽ là nhiều hơn, như con gà cưỡng ấy, các bạn nhìn như con gà cưỡng. Các bạn có thể thấy là con gà cưỡng thì cái cườm của nó ánh óng ánh hơn.
Cái tiêu chí thứ tiếp theo để xác định trống mái thì các bạn có thể, nếu các bạn bắt con chim thì các bạn có thể là sờ vào cái him, cái xương chậu, xương háng ở cạnh hậu môn con chim. Hai cái xương chậu con nào mà rộng thì khả năng là con cái, cao mà khít thì là con trống. Tất nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ, nhìn nó xa xa như nhau. Nhưng khi đến cái tuổi sinh nở thì như phụ nữ mình là cái xương chậu bao giờ họ cũng rộng hơn và phát triển hơn để thực hiện cái phiên chức sinh đẻ, thì quả trứng nó phải chui qua được đường hậu môn. Các bạn nên nhớ một điều như vậy. Tất nhiên cũng có con mái xương cũng không phải là rộng, mà cũng có những con trống xương rất là rộng. Trong thực tế mình đàn ông đàn bà cũng có phải người nào cũng thế đâu. Đấy là chỉ là cái tiêu chí để mình xác định tổng thể. Ở cái tiêu chí tiếp theo là các bạn nhìn ở cái chân con chim thì nó có một cái ngón gọi là ngón đằng sau và ba cái ngón trỏ ra đằng trước. Trong đó là có ba ngón đấy thì có một ngón ở giữa và hai ngón hai bên. Như các bạn nhìn con chim nó bậu vào cái cành, hai cái ngón hai bên của cái ngón giữa nếu như nhìn nó tương đối bằng nhau thì đấy là dấu hiệu của con chim trống. Đó, tương đối. Còn con mái thì gọi là ngón số 1, ngón số 2, ngón số 3, thì ngón số 2 thì ngón ở giữa. Mình không nói đến tính ngón ngón đằng sau nhé. Ngón số 1 và ngón số 3 nếu như bằng nhau, tương đối bằng nhau thì là con chim mái. Còn mình đính chính lại nhé, tương đối bằng nhau là con chim mái. Còn nó dài hơn vênh nhau giữa ngón 1 và ngón 3 thì là khả năng là con trống. Có một dấu hiệu tiếp theo là trong dân gian các cụ cũng đã dạy rồi. Lúc nó còn nhỏ các bạn để ý. Các bạn cứ nhìn lúc mẹ nó nuôi hoặc là các bạn để nó vào một ổ nằm. Hai con chim mà nó nằm cháo quay đầu nhau thì thường nó sẽ là một trống một mái. Và hai con chim nó quay đầu về một phía hoặc quay đuôi về một phía nằm cùng chiều thì thường nó sẽ là hai trống hoặc hai mái. Khi các bạn quan sát ngẫu nhiên nhiều lần, các bạn quan sát các bạn thấy một điều đấy thì là thường là như vậy. Đó là một cái kinh nghiệm của các cụ thôi. Đây cũng là cái tính chất, cái yếu tố tham khảo. Cái phần khi các bạn bắt được vào con chim thì các bạn tay các bạn sờ vào con chim trống bao giờ nó cũng cỡ tay hơn, bởi vì cái vòng ngực nó nở, phần ức nó nở và cái đầu cái cổ của con chim nó doa nó to ra, và cái chân từ cái củ khoai đến cái các ngón á, thì con chim trống nó cũng thường là nó cũng to và nó dài. Thì đây là một đôi chim con cái, chụp này rất là đẹp, bạn thấy chưa, các bạn nhìn thấy đôi này chưa? Đây các bạn nhìn thấy hình thể hai con chim, nhìn rõ chưa? Cái tư thế đứng bao giờ cái con chim trống bao giờ nó cũng tròn như quả bóng luôn, như gần đấy. Còn con chim mái bao giờ nó cũng chườm, nó nghi, nó vót người hơn. Thế thì đấy là cái dấu hiệu để mà nhận biết chim trống, chim mái. Ngoài ra thì cái tiếng gáy con chim trống nó sẽ gù và nó sẽ chịu khó gật đầu. Tất nhiên cũng có con chim mái gật đầu nhưng mà cũng ít. Con chim trống là bao giờ nó cũng gù gù bổ, gọi là bổ. Và cái các bạn quan sát thì con chim trống thường là nó sẽ dữ tợn hơn, nhanh nhẹn hơn, xông xáo hơn, mà nhìn cái mắt của nó bao giờ cũng đen và sáng hơn. Con chim mái nhìn đấy, nhìn cái đầu mỏ của nó trông nó rất là khô, nó hiền, nó không có cái hiện gì là ấy cả, nó là phải yếu. Thì hôm nay mình cũng giới thiệu về cái cơ sở của mình tên là Vũ Văn Thao. Cơ sở của mình thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Mình cũng đã cung cấp chim giống cho rất nhiều các bác, các anh chị em ở các tỉnh này. Mình đã chuyển những đơn hàng vào tận Sài Gòn, Đồng Nai hay Cà Mau, hay là khu vực miền Trung, miền Bắc thì mình chuyển rất là nhiều.
Thường thì những cái đôi chim giống ở đây thì mình bán tầm biết mổ thì khoảng 500-600 một đôi. Bố mẹ là có nguồn gốc giọng thổ. Thường thì các bạn có thể nhận chim và các bạn chuyển đưa thẳng tiền cho nhà xe của người đưa chim cho các bạn. Hoặc các bạn có thể chuyển khoản cho bên mình. Số điện thoại để các bạn tiện tư vấn cũng như là liên hệ 01 63 53 05 982. Và cái tài khoản để giao dịch các bạn có thể dùng cái tài khoản Agribank chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Ba Vì 2210 205 156 681, chủ tài khoản tên là Vũ Văn Thao. Thì hy vọng rằng cái sự chia sẻ đóng góp của mình cũng một phần nào mang lại được cái sự phân tích về con chim cu cũng như là cái bàn luận về con chim cu để cho các bác, các ông và các bạn trẻ đàm đạo ngồi uống trà đá ngắm nghía và trầm trồ những con chim của mình. Thì cái chim hồng này hiện giờ mình cũng đã đúc được tương đối, nếu như các bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ để mình cấp giống. Và ở bên mình thì cũng có chim mồi, chim mộc, đặc biệt là chim sinh sản, kể cả chim Pháp, chim Nhật và chim cu đất. Ở đây thì nó là cái lôi chim cu của miền Bắc, chim mã ngỗng rồi mã sẻ. Thì các bạn yên tâm là các bạn sẽ tìm được một con chim cho mình. Ở cái video này có hai con chim đắc bắt đầu mọc cườm, bố mẹ thổ đồng 100%. Thì các bạn thấy cũng có một con chim là lông đuôi sơ sát và có một con lông đuôi nghe có vẻ dài hơn, và con này thì cũng bầu bầu tròn người hơn, vo vo hơn, con này thì dài trường hơn. Thì con này là con mái và con này là con trống đấy. Còn các bạn quan sát mỏ rồi một số những yếu tố khác, đây nó bầu tròn hơn đúng không ạ? Con kia thì mọc cườm cũng mọc mọc trước, mọc nhiều hơn. Con này bây giờ mình lông đốm bên này gần như không có, bên này thì có sẵn rồi, có cườm rồi. Thì thưa các bạn, hy vọng rằng các bạn có thể có được cái niềm vui từ con chim cu gáy Bắc Bộ Việt Nam. Các bạn yên tâm, bên mình phục vụ rất là uy tín, có những cái giống chim rất là lạ, mình cũng rất thích là siêu tầm. Trên đây hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách theo dõi cái kênh của mình, đăng ký kênh và ấy, tiếp tục có những cái bình luận như có những cái ý kiến để mình sẽ trả lời comment, hoặc là mình sẽ cùng các bạn tìm tòi ra cái chân lý về con chim cu gáy Việt Nam, một trong những giống chim quý hiếm và rất thân thiện đối với con người, đặc biệt là đối với các cụ rất thích. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Thân ái hẹn.